Hương buồn nôn khi phải hôn anh Đức, công khai hôn môi nam diễn viên trên sân khấu. Ngay sau đó, nữ danh hài Việt Hương chia sẻ, chị cảm thấy muốn ói khi phải cố gắng hôn anh Đức. Vào vai cặp vợ chồng già trong trích đoạn tiểu phẩm ở tập 5 Bí mật đêm chủ nhật, danh hài Việt Hương và diễn viên anh Đức khiến khán giả không nhịn được cười với diễn xuất hình thể rất biểu cảm. Không dừng ở đó, Việt Hương anh Đức còn công khai hôn môi trên sân khấu. Tuy nhiên, chia sẻ sau đó, Việt Hương nói chị cảm thấy muốn ói khi phải đóng cảnh hôn với nam đồng nghiệp. Anh Đức cũng phản pháo lại rằng mình chỉ muốn từ bỏ giới tính sau khi có một nụ hôn ám ảnh với Việt Hương. Thực ra, cố diễn hôn môi là cách Việt Hương anh Đức nhằm chơi khó cặp đôi diễn viên hài Trường Giang Xuân Phạm ở thử thách nhìn đoán diễn. Ngay sau đó, Trường Giang kết hợp với Xuân Phạm khi chế tác lại hoàn toàn kịch bản của Việt Hương, vượt qua mọi ngại ngần. Trường Giang bất ngờ tái hiện lại cảnh hôn môi với Xuân Phạm ngay trên sân khấu, khiến khán giả choáng váng. "14 tuổi Phương Mỹ Chi gây gió tạo bão bằng loạt scandal vượt mặt cha nuôi Quang Lê." Phương Mỹ Chi nổi tiếng là giọng ca nhí nội lực, nhưng theo thời gian cô bé dần mất đi tình cảm của khán giả bởi liên tục dính scandal. Bắt đầu được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2013, Phương Mỹ Chi tạo dấu ấn đẹp với chất giọng mượt mà qua dòng nhạc dân ca trữ tình. Sau cuộc thi, khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa, Phương Mỹ Chi tích cực chạy show và liên tục có những thay đổi mang hơi hướng tiêu cực, khiến nhiều khán giả từ yêu mến chuyển sang thất vọng về giọng ca nhí này. Bằng giọng hát của mình, Phương Mỹ Chi đã giúp cha đổi đời, thoát cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, đánh đổi lại, cô bé dường như không có được một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Tròn 14 tuổi, Phương Mỹ Chi đã bị bủa vây bởi núi scandal, thậm chí còn đánh bật luôn người cha nuôi lắm chiêu Quang Lê. Vừa đăng quang Á quân đã bị tố vô ơn với hiền thục, Phương Mỹ Chi có được danh tiếng và thành công tại Giọng Hát Việt 2013. Ngoài tài năng thiên bẩm thì không thể không nhắc đến sự tận tâm dạy dỗ và yêu thương hết lòng của huấn luyện viên hiền thục. Chính nữ ca sĩ nổi tiếng này đã trau chuốt từng lời ca tiếng hát và chọn bài cẩn trọng, cũng như dàn dựng những tiết mục công phu giúp học trò nhỏ tỏa sáng qua mỗi đêm thi. Ấy thế mà ngay sau khi chương trình Giọng Hát Việt kết thúc, Phương Mỹ Chi đã bị nhiều khán giả tỏ ý không hài lòng khi chưa từng nói một lời cảm ơn nữ ca sĩ Hiền Thục đã tận tâm dìu dắt em trong suốt cuộc thi. Kể từ sau cuộc thi, Hiền Thục và Phương Mỹ Chi cũng không có bất kỳ sự gắn bó nào. Điều này khiến công chúng phải trăn trở bởi những mối nhân duyên thầy trò trong showbiz như Cẩm Ly, Thiện Nhân, Thanh Bùi, Ngọc Duy vẫn duy trì rất tốt đẹp sau khi bước ra khỏi cuộc thi. Đến nay, Hiền Thục và Phương Mỹ Chi chưa một lần hội ngộ trên sân khấu hay mời hát trong chương trình của nhau. Sau này, Phương Mỹ Chi nhận Quang Lê làm cha nuôi, cặp cha con này liên tục tung chiêu và sản phẩm làm showbiz dậy sóng. Nhưng sau thời gian hợp tác thuận lợi, giữa hai người lại xảy ra nhiều dấu hiệu rạn nứt. Trong một cuộc phỏng vấn về cách chỉ dạy của cha nuôi, cô bé vô tư trả lời mà không biết mình đang nhở miệng: "Chú Lê chỉ em cách đứng trên sân khấu phải nói chuyện thế nào cho dễ thương. Nhưng thấy cái nào không thích hay ngượng ngượng, nói lên mà thấy mình giả tạo thì không nói. Em dạ dạ, nhưng lên sân khấu sẽ không nói. Xong xuống dưới chú Lê hỏi sao con không nói, thì em trả lời dạ con quên." Câu vô tình này sau đó cũng gây nhiều tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Bỏ học chạy xô, hét giá cách xê ngất ngưỡng. Sinh ra trong một gia đình túng khó, Phương Mỹ Chi luôn ấp ủ ước mơ sau này kiếm thật nhiều tiền để xây nhà cho bố mẹ. Sau thành công vang dội tại Giọng Hát Việt 2013, cô bé trở thành hiện tượng hot trong làng nhạc Việt, được các bầu show từ Nam ra Bắc săn đón gọi mời. Tất nhiên, nắm lấy cơ hội ngàn năm có một, gia đình Phương Mỹ Chi đã dốc sức cho cô bé miệt mài chạy xô trong cả nước với tần suất chóng mặt. Sự vất sức lao động của Phương Mỹ Chi khiến công chúng bất mãn, vì ở tuổi của cô bé cần học tập và vui chơi hơn là nặng gánh cơm áo gạo tiền. Không chỉ thế, việc gia đình Phương Mỹ Chi đòi 600 triệu cho việc thu âm 10 ca khúc, phục vụ kinh doanh nhạc chuông, nhạc giờ, hét giá tham dự sự kiện 5.000 đô, giá đi hát sự kiện là 30 triệu đồng, càng khiến nhiều người bức xúc. Với một cô bé 10 tuổi lúc bấy giờ như Phương Mỹ Chi thì cô hoàn toàn không biết gì với những vấn đề tài chính. Hình ảnh nữ ca sĩ nhí cũng bị xuống dốc trong lòng khán giả. Sự lột xác ngay ngỡ ngàng, giàu có và nổi tiếng hơn xưa, Phương Mỹ Chi càng ngày còn có nhiều thay đổi phong cách ăn mặc cả trong đời thường lẫn những sự kiện. Dù biết khi đã hoạt động nghệ thuật, việc trưởng thành là điều bắt buộc, nhưng hình ảnh mới của Phương Mỹ Chi vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng và bàn tán.
Nhiều người bày tỏ ý kiến không đồng tình với cách ăn mặc của cô bé, đồng thời cho rằng Mỹ Chi mới ít tuổi, trang phục như vậy không phù hợp với thiếu nhi. Trong khi đó, không ít người quan điểm không nên nhận xét tiêu cực về một cô bé, bởi có lẽ Phương Mỹ Chi chưa ý thức được đâu là sexy và gợi cảm. Khi sự việc gây tranh cãi, Phương Mỹ Chi cũng đã lên trang cá nhân để xin lỗi. Lời xin lỗi của Phương Mỹ Chi nhận được sự đồng cảm từ nhiều fan, nhưng từ đây cô bé cũng bị mọi người xăm soi nhiều hơn. Thế nhưng càng về sau, người ta càng thấy Phương Mỹ Chi không rút kinh nghiệm chỉnh sửa trong cách ăn mặc. Cô bé càng diện nhiều trang phục hở hang không hợp lứa tuổi và còn son phấn đầy mặt không kém bất kỳ thiếu nữ sành điệu nào. Khán giả thực sự chỉ biết thở dài ngao ngán, tiếc cho một hình ảnh ca sĩ nhí chân quê, trong sáng ngày nào. Hứng gạch đá vì bạo gan, nhận lời làm giám khảo với bậc cha chú. Trong đêm thi có chủ đề đêm thi thiếu nhi của chương trình Cùng Nhau Tỏa Sáng lên sóng vào tháng 9 2014, Phương Mỹ Chi xuất hiện trong vai trò giám khảo khách mời. Bên cạnh các giám khảo chính của chương trình là đạo diễn Việt Trinh, ca sĩ Phương Thanh, nhạc sĩ Đức Huy và danh hài Tấn Bèo. Tất nhiên, Phương Mỹ Chi đã nhận không ít gạch đá và chỉ trích, bởi ở tuổi cô bé thì cô bé không đủ tầm để ngồi ngang vị trí với các bậc tiền bối trong nghề. Không chỉ tuổi nghề mà cả kiến thức chuyên môn, Phương Mỹ Chi không thể đánh giá phần trình diễn của các nghệ sĩ đàn anh và đàn chị. Vụ lùm xùm này không phải lỗi của Phương Mỹ Chi, nhưng cuối cùng, người bị chỉ trích nhiều nhất lại vẫn là cô bé sinh năm 2003. Ngay sau đêm thi có Phương Mỹ Chi làm giám khảo, đạo diễn chương trình hồ hởi khoe với báo giới. Chúng tôi rất vui khi rating Cùng Nhau Tỏa Sáng rất cao, thậm chí cao hơn một số chương trình có format nước ngoài. Niềm vui của ban tổ chức được xây dựng bằng gạch đá và sự xót xa trước những bình luận nhận xét từ khán giả dành cho Phương Mỹ Chi sau sự kiện này. Chọn bài hát không hợp tuổi, sau thời gian dài hoạt động trong showbiz, Phương Mỹ Chi đã cho ra mắt MV Bolero đầu tiên mang tên Chờ Người. Sau thời gian dài tập luyện và trình diễn các ca khúc lớn nhỏ, nội dung MV xoay quanh những rung động đầu đời của thiếu nữ nghèo do Phương Mỹ Chi đóng với người thầy giáo điển trai. Chỉ sau vài ngày ra mắt, MV Chờ Người đã đạt khoảng 350.000 lượt xem, trong đó có nhiều ý kiến tranh cãi về việc Quang Lê chọn ca khúc này cho Phương Mỹ Chi hát. Khán giả cho rằng Phương Mỹ Chi chỉ mới ít tuổi, chưa phù hợp để thể hiện một bài hát về tình yêu đôi lứa, đòi hỏi chiều sâu như Chờ Người. Hơn nữa, ca khúc này từng được Như Quỳnh trình bày quá thành công, dễ bị đem ra so sánh với Phương Mỹ Chi. Chưa kể những ai từng quen thuộc với giọng ca ngọt ngào của Phương Mỹ Chi khi hát dân ca, sẽ dễ bị sốc vì cách cô hát trong Chờ Người nghe khác hẳn. Bị chính cô ruột tố vô ơn bạc bẽo, mới đây công chúng lại xôn xao trước câu chuyện Phương Mỹ Chi tiết lộ mình bị người thân bên nội ghét bỏ. Chưa kể các cô chú trong gia đình không thích Phương Mỹ Chi. Trước những lời tâm sự của ca sĩ nhí này, cô út của Phương Mỹ Chi, Phương Quế Như, lên tiếng trải lòng về gia đình khiến nhiều người hoang mang. Phương Quế Như cho biết tất cả những xích mích trong gia đình đều từ bố mẹ Phương Mỹ Chi. Phương Mỹ Chi dù nhà sát ngõ bên nhưng không hề ghé qua thăm cô út, thậm chí chưa một lần nhấc máy gọi điện thoại hỏi thăm út, dù những xích mích đó là việc của ba má Chi và út. Cô út của Phương Mỹ Chi cảm thấy rất đau lòng khi biết cháu gái mình lại đi nói những lời không hay về gia đình. Cô khẳng định sau này đi hát ở đâu cũng xin công chúng khán giả đừng giới thiệu mình là cô của nữ ca sĩ để không ảnh hưởng tới ngôi sao Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó, Phương Quế Như cũng cho biết thêm khi cháu gái nổi tiếng thì mẹ Phương Mỹ Chi mỗi tháng chỉ chu cấp cho cô út 2 triệu đồng. Thậm chí sau khi gia đình Phương Mỹ Chi mua nhà ra ở riêng, cô út cũng không sống với gia đình cháu gái. Kể từ đó kinh tế dần khó khăn hơn, không đủ sống nên có xin thêm mẹ Phương Mỹ Chi 1 triệu. Tức lúc mỗi gia đình anh trai chu cấp cho cô út 3 triệu đồng. Trước đây gia đình Phương Mỹ Chi đưa tiền tận tay cho út, sau này thì gửi người khác đưa như bố thí vậy. Nên út buồn và cảm thấy tủi thân lắm. Và gần 1 năm qua, khi gia đình Phương Mỹ Chi không qua lại với út nữa, số tiền 3 triệu mỗi tháng kia út cũng không nhận mà tự nuôi sống bản thân bằng việc dạy hát và đi diễn chỗ này chỗ kia. Sau những lời tố của Phương Quế Như, mẹ Phương Mỹ Chi cho biết chưa đọc báo, cũng không muốn trả lời về vấn đề này, nhưng mong cố cân nhắc khi phát ngôn về chuyện gia đình. Dù chưa biết ai đúng ai sai, khán giả vẫn cảm thấy thất vọng vì cách sống và mối quan hệ quá phức tạp xung quanh nữ ca sĩ nhí một thời được yêu mến, vì hình tượng ngây ngô trong sáng và chân thật. Mỹ Tâm ngày càng phát tướng, xuống sắc ở độ tuổi U40. Ở độ tuổi U40, nữ ca sĩ Mỹ Tâm càng lộ rõ thân hình phát tướng, cầm ngấn mở. Nữ ca sĩ Mỹ Tâm không chỉ được biết đến bởi tài năng, mà còn được chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và thân hình nụt nà.
Cô thường xuyên tập luyện để giữ dáng. Tuy nhiên gần đây nhất, Mỹ Tâm để lộ thân hình phát tướng khi diện váy bó sát vòng hai của Mỹ Tâm lớn bất thường. Không chỉ lộ bụng mỡ, Mỹ Tâm còn sở hữu luôn hai cằm. Tuy nhiên điều này không khiến cô nhận phải lời chê, ngược lại nhiều fan hâm mộ khen cô béo dễ thương. Dù thân hình có béo lên, nhưng Mỹ Tâm vẫn chuộng trang phục khoác sau khoe vòng một nóng bỏng. Bộ trang phục như dìm hàng thêm vẻ bề ngoài của Mỹ Tâm.